cành nở hoa. Đức sáng rọi sơn hà cần tu, đức sáng tung vũ trụ bao la nhớ buồn sáng rọi lòng. Thank you.
đi thọ trường. Tiếp tục đi uy nghi tuyệt bày hoa đang trì. Phượng trương vẻ bích nhớ lần khoe đi tức hồng đi. Ngược năm mây vua trai kích giật nổi lôi đi một trận để đang tìm phi hỏa tốc vội vàng đi phi hỏa tốc vội vàng ngự truyền bắt ta đầu phê nam giáng sinh mỹ cảnh địa linh nam sơn phù hộ nghĩa cung dung tiết ngày lành mở tiệc cung dung thì mời tam tòa tiên thành hội đồng bỗng ra đàm dâng lên đăng trà quả thực nghi dâng lên lòng tin bán thịnh nghi chúa tiên cử chung thiên tiên cung thịnh mời đệ nhất ni thiên tiên sắc phong chế thắng xa loạn nề mộng bự về vân cát thôn quê đất phù dày vân cát ni thôn quê nghĩa thiên bản nhà lê cải trần thanh tân hình dung định ra kết hợp nhật đi sương tùy định nhật chi kỳ tiên cung định nhật chi kỳ xe loan sớm lạnh cõi tiền áo từ đệ nhị địa tiên cung thịnh mời mẫu đệ nhị địa tiên đích xưa hiển thánh trong đề sòng sơ chốn tội ngang cùng đời phố cát đi riêng một bầu gió mát trăng thanh cảnh rành rành lầu tận há xanh thì thành cuộc son chúc liễu lâu bách tùng đàn suối chim đành hành phương ruồi loan ca sao loan thanh gia hồi
để tạm thì mời thành mẫu để tạm xích lần lòng nữ sớm kết loạn phàm trần kinh xuyên sớm kết đi loạn phòng thảo mai tiểu thiên đi đêm lòng giao khể thủ quý tô thất tế đồng diện đỉnh lệ thất câu chi ngang kinh xuân không đang dù đang chuẩn đi không cơ đi thủy gia hồ nam mô tát đà hồng tam diệt tam bồ đà câu chi nâng đáp diệt tha chiết lễ chủ lễ chuẩn đề sa ba nam mô thanh nữ địa bồ tát ma tát nam mô thanh nữ địa bồ tát ma tát nam mô thanh nữ địa bồ tát ma tát sa loan thanh gia hồi cung có lệnh truyền ra trần triều có lệnh truyền ra quân quang thủy bộ cùng là chư vị vô bị tóc đa thành thanh gia đời trần thị mở mang nam hải đức để tàng dòng dõi chân mạch bao phen ra ta bình kỳ thanh gia hồi cung hoa hải đường vương cô đệ nhất tức mặt tiền là đất chân mạch kim chi ngọc diệp rành rành thanh gia hồi cung tên gọi đại hoa đệ nhị vương cô tên gọi đại hoa nhiều nơi câu đảo phục thờ khói nhà thanh gia hồi cung lại là xa trông đào lại lang đi xa trông đền thờ cô bé xa trông đi ngất trời thanh gia hồi cung bắc tiếng loa truyền quân hiệu lệnh đi gương tuốt trần cầu tê chỉ đi cần đài thanh gia hồi cung quang chiếu bao la thế giới đồng nguyện soi trói lọi tam thiên ngôi điện thờ phóng nguyệt mồ
xa tiên nữ đẹp phi phương ai tây. Hàng trải chuông đêm ngày dựng dục giá so bằng và ngọc nít đa những tình tình như sao bắt đầu ngân. Oh,
ngàn hương quả như hoa. Chúng về đốt hương vào ra sân chiều lộ hồ mây nặng chữ vai đều sáng khắp bốn phương.
tiên nữ bà đẹp phi phương ai tên. Hằng trải chuột đến ngay dưới vực, giá xoa bằng vàng ngọc lên nga, những tinh như sao đầu ngân hà. Thank you.
tích tăng cúng già kịp phụng hoàng thân cận Phật thánh chú tiên trung vương. Các thân gia từ bi lập tâm chúng sinh cố ngại kinh định lễ khai cuốn già chúng đề chung. Văn tràng kính dân hôm nay, văn tràng kính dân qua về tống đôi chết tên rành rành phi cho nhị tự trường sinh. Áo ngự dâng lên khăn châu, áo ngự dâng lên qua về tống đôi chết tên rành rành phi cho nhị tự trường sinh. Trường sinh phê cho nhị tự trường sinh, cửa nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho tướng mạnh đôi đường. Cầu lễ ước được mọi đường hành thông chữ rằng sở tòng tâm. Tài mã dâng lên đón trình, tài mã dâng lên qua về tống đôi chết tên rành rành phi cho vì tự trường sinh. Khai quang giáp nhang thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng già kịp phụng hoàng thân cận Phật thánh chú tiên trung vương. Thật cờ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng già kịp phụng hoàng thân cận Phật thánh chú tiên trung vương. Mở phủ khai đàng quang minh, mở phủ khai đàng độ cho họ nguyện được lâu xa thọ trường trứng rồng lại nở ra rồng. Hạ thông lại đầy cây thông rừng già bốn mùa phẳng lặng đai quang. Son lá trầu vĩ tự lòng son quả cao vĩ tượng trái tim thanh đồng hôm nay có nghĩa gia trì. Cấp thực cấp lương quan về cấp thực cấp lương đổ cho họ nguyện được đời đời ấm no. Mở phủ khai đàn quan về mở phủ khai đàn đổ cho đệ tử lành hạnh thông nước này lấy ở sông Ngân, lấy ở sông Ngân nước này lấy ở sông Ngân tắm cho đệ tử được mười phân vẹn mười thứ nhân nhân được mẹ mười. Xe cánh quả tiên quan về xe cánh quả tiên và cho đệ tử được mát lành hạnh thông. Quấn cầu quang về quận phủ quấn cầu dắt cho đệ tử qua cầu bình an đường đi dẫu có gian nan. Khăn áo theo hầu từ nay khăn áo theo hầu trên Phật thánh dưới theo đồng thầy một lòng chẳng dám đơn sai. Khai quang dọc nhang thật từ diệu quang minh chứng phủ chung ngã tích tăng cúng già kịp phụng hoàng thân cận Phật thánh chú tiên trung vương. Thiên nhớ thập phi ngại nhục nhớ ngại phi thông pháp nhớ duy quán tục tuệ nhớ trực viên dung thần nhớ như thiên nhận chiếm dị thể hoạt động khai quang pháp duy độ vô sự bất hàm dung. Nhân nhân giai thường thức vật vật động viện không định ngôn khai chiếu di giáo hóa cộng
mắt không khai quang dòng nhan thật từ diệu khai sáng cho đồng qua lưỡi tề khai sáng cho đồng khai tâm khai tinh cho đệ tử con về khai sáng cho đồng thank you.
phê khai, chiếc nhang hạ bích phê khai. Thì mời chư tướng người đáo lại hổ chỉ cả sai binh của binh đình. Khai quang dòng nhà thập cờ diều quang minh, chứng đền chứng ngã tích tăng cũng giả kỳ phục hoàng thân cận phật thành chúa tiên trung vương. Vàng sơ dâng lên thường lai có sơ dâng lên, quan về tổng đôi chết tên rảnh rảnh khi cho nhị tự trường xin. Áo ngự dâng lên khắp châu áo ngự dâng lên, quan về tổng đôi chết tên rảnh rảnh khi cho nhị tự trường xin. Tài mã dâng lên nón chính tay dâng lên, chỉ quan đệ nhị người chưa tên dành dành phí cho tướng mạnh đôi đứa thường. Khai quang dòng nhan thật cờ diều quang minh, chứng phủ chung ngã tích tăng cũng già kịp phụng hoàng thân cận phật thánh chung tiên chung vương. Càng thật già từ bi lần mật chúng sinh cố ngã đỉnh lễ khai cung chứng đàn dương. Khai quang dòng nhan thật cờ diều quang minh, chứng phủ chung ngũ tích tăng cúng già kim phụng hoàng thân cận phật thánh chúa tiên trung vương. Lại nở ra rồng trứng rồng, lại nở ra rồng hạt thông lại nảy cây thông dường già quan về bóc vào soi tân. Ví tựa lòng son lá trầu, ví tựa lòng son quả cao, ví tựa trái tim thanh đồng hôm nay có giá trị. Cấp thực cấp lương quan về, cấp thực cấp lương đổ cho họ nguyện được đời đời ấm no. Mở phủ khai hồ độ cho đệ tử được mát lành hanh thông, nước này lấy ở đông cuồng. Lấy ở đông cuồng, nước này lấy ở đông cuồng, tặng cho đệ tử được thọ trường dương. Xe cánh quả tiên quang về, xe cánh quả tiên cho đệ tử được mát lành hành thông, quan về quạt mát cho đồng. Quận phủ quấn cầu quan về, quận phủ quấn cầu dắt cho đệ tử được qua cầu bình an, đường đi rộng có gian nan. Từ nay khăn áo theo hầu, trên theo phật thanh, dưới theo đồng thầy, một lòng không ra cơ sai. Khai quang dòng nhang thật cờ diệu quang minh, chứng phủ chúc ngũ tích tăng cúng già kim phụng hoàng thân cận phật thanh chúa tiên trung vương. Thiên nhân thông phi ngại nhục nhân, ngại phi thông pháp nhân duy quang tục tuyệt nhân biến dung, thân nhớ như thiên nhật chiếu dị thể hoạt động. Khai quang pháp giới độ vô sứ bất hạ dục, khai sáng cho đồng quan về, khai sáng cho đồng khai tâm khai tính cho đệ tử con quan về, khai sáng cho đồng.
nhãn trông lên tòa giang đi sơn, tòa giang sơn san sát đi. Đạo Bồ Đề công phu tu
bờ xa, đổi ngang phố cát vào ra sự nghe tiếng hạc chiều tà tiếng xưa. Đôn thần quan thái tự đề tam hồng minh quan cổ lệnh ra ngoài hồng. Thank you.
dâng một chiếc nhang lòng thành, dâng một chiếc nhang đâu về thoại phù các ban các tòa thiên đình địa phủ diêm la. Khai quang dòng nhan thật cờ diệu quang minh, chứng nền trung ngã tích tăng cúng già kim phụng hoàng thân cận phật thanh chúng đến trung dương. Sướng điệp dâng lên kim ngân, sướng điệp dâng lên quang về tống đôi, chép tên rành rành phê cho nhị tử trường sinh. Tài mã dâng lên ngón trình, tài mã dâng lên quang về tống đôi, chép tên rành rành phê cho nhị tử trường sinh. Áo ngự dâng lên khăn trầu, áo ngự dâng lên quang về tống đôi, chép tên rành rành phê cho
gần xa kính bài ý quan lương ngang ngư cảnh đi dưới sông sâu
lộc đất lành giang mắt nguyện thần ngàn đời ghi tái câu thơ để ta thái tử con vua đồng đình xem sử sách anh hùng dòng chói chói dung nhan ước thần giáp bạc ai đưa xanh phép thần thống yêu ba kiếp sơ nổi lối đình tô lốc muôn phương bạch nổi dòng xin đích hôn quân trèo giữa lịch bộ có phép tuần thú sông thương trở về tỉnh bắc quê giữa sông đục khắp sông xuống thác vui chơi thuyền rồng trăm mãi trèo bơi dọc tan tuần lành trước đôi nơi đi về thanh xa hồi cung sắc rồng bàn phong cho trói sắc rồng tuyệt quan đệ tứ huy hùng dày vang trên trời dưới đất qua đi thông chi đạo Phật đi truyền ba câu đem băng ngân hà liệt hàng tinh đầu bày ra đi đi tinh tam quan thất đầu ngũ hành nhị thập bát ni tu thiên đình đi hà sa ý thank you.
quan về đồng chuyển sang các quan đã cơ đổi lượng bác đáo đàn lệnh truyền thủy bộ hai hà thiên định vạn ba hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đổi vạn cơ khai quang dòng nhãn thực tờ diều quang minh chính phủ trung ngã tích tăng cúng giả kim phục hoàng thân cận phật thanh chúa về trung ương văn trà kính dâng hôm nay văn trà kính dâng quang về cấu đôi chép tên rành rành phi cho vì từ trường sinh đài mã dâng lên nó trình cài dâng lên quan về tấu đôi chép tên rành rành phê trong vì tình thương xin nhị tự trường sinh phê cho nhị tự trường sinh cửa nhà phú quý khang linh thọ trường sinh cho vững mạnh đôi đường khai quang dòng nhang thật tờ diệu quang minh chứng đạt duy ngã tích tâm cũng già kim phục hoàng thân cận phật thanh chúa đi chung lại nở ra rồng trứng rồng lại nở ra rồng hà thông lại nảy cây thông trường đà quan về bóc vỏ soi tâm ví tựa lòng son lá trầu ví tựa lòng son quả to ví tựa trái tim thanh độc hộp này có lẽ giá trị cấp thử cấp lương hoan về cấp thực cấp lương đổ cho họ nguyện được đời đời ấm no mở phủ khai hồ hoan về mở phủ khai hồ đổ cho đệ tử được bác lành hạnh thông nước này lấy sông ngân tắm cho đệ tử được mười phân mẹ mười thứ nhân nhân được mẹ mười người xe cánh quạt tiên quan về xe cánh quạt tiên quạt cho đệ tử được mát lành hành thông quan về quạt mát cho đồng quận phủ quận cầu quan về quận phủ quận cầu dắt cho đệ tử được qua cầu bình an đường đi dẫu có gian nan chấn lính nhận đồng quan về chấn lính nhận đồng ban cho khăn dấu nối dòng đề đa từ nay khăn áo theo hầu khăn áo theo hầu từ nay khăn áo theo hầu trên theo phật thánh dưới theo đồng thầy một lòng không dám đơn xa khai quang dòng nhan thật thờ diệu qua minh chứng phủ trung ngã tích tăng cúng giả kỷ phục hoàng thân cận phật thanh chúa tiên trung ương thiên nhân thông phi ngã nhục nhân ngã phi thông pháp nhân duy quán tục tuệ nhân trực viên dung thần nhân như thiên nhân chiếu dị thường đồng khai quang pháp giới độ vô sự bất hàm dung khai sáng cho đồng quan về khai sáng cho đồng khai tâm khai tính cho đệ tử con quan về khai sáng cho đồng thank you.
xây bề lịch sử vốn mê đặt bày từ cổ y gì lại bao phen xuất nhập trang đài đào lan quý vị xung vầy nghỉ sướng ca ý phục người lốt tam đầu quật khúc ý trầu lên đôi lần vườn phục mua đôi bên quan lớn tuần người chắc ra ngự lên đi sập rồng trường sinh thế cho nhị từ dựng sinh trường vũ chữ quý tăng linh đỏ
trường phi cho sức mạnh đối cường. Khai phủ khai đàn văn mến về ngày đàn khai phủ khai đàn để sau ban nhật lễ chứng tâm lòng thành ông về khai phủ khai đàn. Sứ điệp dâng lên quan vì đúng đúng chết biên gió là vì cho nhị tử trường sinh. Chứng quả đang duyên quan về chứng quả đang duyên đồ cho họ nguyện được mọi đường hành thông chữ rằng sở nguyện toàn tâm. Thank you.
lập lệ công. Ngàn năm còn ghi nhớ quang tuần, chỉ oh.
là công chúa thiên tha giáng sinh hạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
độ cho đệ tử được phúc hậu dài lâu. Thứ nhất là trời tiết lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc tiền. Đổi công danh ơn nhờ Phật thành, lộc hoa ân mang đến cho tận tay. Ơn trên trầu đã xét soi đi. Thứ nhất trầu tiết lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc tiền. Đổi công danh ơn nhờ lộc Phật thành, lộc hoa ân mang đến tận tay. Lộc ban tài độ cho đệ tử đời đời vinh hoa, chờ về tiếp lộc và cho đồng ý. Lộc hoa ân mang đến tận tay, ơn trên trầu đã xét soi. Ý khai cung tài lộc cho đồng, độ cho đệ tử phúc hậu dài lâu. Thứ nhất trầu tiếp lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba là lộc tiền. Thứ nhì lộc quả, thứ ba là lộc tiền. Dừng chứng núi kim ngân bạc vàng, chứng cho thập nhị tiền nàng. Sông năm ơi thật toán trong đêm, sông năm dù bốn dịu dàng hoàn thai. Đừng lại giọt ngắn giọt dài, tay cầm mưa nước ngũ một bài diễn thật là xinh. Tôi đến thờ xuống vì hiểu vì ý à ý à. Tiếng tỏa sáng soi trong đêm, ôi đẹp làm sao. Núi cao mặt núi, mây lưng trời cứ lững lờ trôi. Núi cao thì kệ đùi, mây lưng trời cứ lững lờ trôi. Lỗ nhang trình họ Nguyễn con dâng lên, trước trình Phật thanh sau trình vương cha. Trình lên các giá trên tòa à. Trình lên các giá các tòa, hội đồng quan lớn châu và thần xa. Đồ cho tuệ thứ dừng lại à. Thank you.
của sớm chiều ca vang, tay khơi bế bác rừng vàng, mang cho trong họ giàu sang đời đời, đem cho trong họ đời đời giàu sang. Chỉ xa vào tàu xin bài lộc hạt cao và sạn đồng bay buông biển ca bể bãi rộng xa e a tiếng đường cảnh trí ra vào cấu xin tài lộc ngặt ngào quả về đồng tay của cái biển ca vẻ mai dòng xa ngân nga ra tiếng
công quả thứ ba mới là tiền. Đổi công danh để nhờ lộc phần thành, lộc hòa ân mang đến tận tay. Ơn trên châu đã xét soi. Để đã thẳng ngày ban cho tiền tốt tổn gì, bồng lộc cho lắm vì để đấy càng nhiều. Ban cho độc dài đất sáng yêu, đẹp cho nhiều ngoài hồng xưa. Thanh đồng ngọn phía sớm vùng thờ ba mươi bông. Một ngày mười tư hôm rằm, ba mươi bông hồ hôm rằm mười tư thành ra. Tự nhiên một bầu gió mát trăng ngời.